Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ đồng tâm lại có nguy biến khủng hoảng máu. Ngay sau khi người dân đồng tâm kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng mảnh đất này khỏi tay bè lũ, tham quan và nhóm lợi ích, đến cuối tháng 4 năm 2019, nhà cầm quyền cũng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bằng âm mưu kế hoạch một lần nữa cướp sạch 59 hecta đất đồng xanh trên danh nghĩa đất quốc phòng. Âm mưu cướp sạch lần hai. Âm mưu trên hiện hình trong buổi công bố kết luận và rà soát thanh tra đất đai Đồng Tâm vào chiều ngày 25 tháng 4 ở Hà Nội. Việc mà đã lâu không cơ quan có trách nhiệm nào nhắc tới mà chỉ đùn đẩy trách nhiệm phát ngôn cho nhau như tiếng chu di dỉ trong xó bếp. Nguyễn Mạnh Hà, quan chức tổ trưởng tổ rà soát thuộc Thanh tra Chính phủ đã dọn đường dư luận khi cho biết kết quả thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm của Thanh tra Hà Nội công bố hồi tháng 7 năm 2017 là chính xác. Đồng thời xác định khiếu nại của ông Lê Đình Kình của người dân Đồng Tâm liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59 hectare ở Đồng Xanh là không đúng. Ngay sau đó, quan chức Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đứng ra cam kết tăng cường tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm được giao sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân đang ở khu vực này. Đã rất rõ là những động tác móc méo trước sau của Liên minh ma quỷ, cụm từ mà bà con nhân dân Đồng Tâm trực chỉ giới quan tham và nhóm lợi ích đã âm thầm chuẩn bị phương án cướp sạch trong những tháng qua để thay chính thức đưa lên truyền thông công bố và dọn đường dư luận. Một chiến dịch càn quét lớn sắp ban đầu. Có đảng là có tất cả. Cũng đã rõ là trên gương mặt viên cựu công an Nguyễn Đức Chung không còn sót lại chút nào tì vết liêm sỉ cuối cùng mà những người dân còn mơ màng về bản chất chính thể, bản chất quan chức và cả những người dân có quá ít thông tin thực chất về vụ khủng hoảng Đồng Tâm có thể vin vào đó để thắp sáng hy vọng có đảng là có tất cả. Có đảng là có tất cả đã khiến cho thủ lĩnh phong trào phản kháng Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình bị những tên côn đồ mặc sắc phục và quân phục mang hàm sĩ quan công an và quân đội đạp gãy xương chân. Nhưng cho tới nay đã hơn 2 năm mà chính quyền vẫn không truy cứu bất kỳ trách nhiệm, càng không phải là trách nhiệm hình sự nào đối với những kẻ gây tội ác đối với ông Lê Đình Kình. Cho tới nay, những người mơ màng chính trị và theo thuyết cải lương nước đôi vụ Đồng Tâm chắc chắn đã phải nhận ra là trong bản cam kết viết tay mà Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung cắm mặt ký sống và lăn tay trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đồng Tâm vào tháng 4 năm 2017, có cam kết về chỉ đạo điều tra xác minh kẻ bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình. Nhưng cũng như bao lần bọt liếm quanh môi, thói cháo chở đầu môi chót lưỡi luôn là một đặc thù riêng có của chế độ lấy bóc lột và đàn áp dân làm gốc. Vì sao Đồng Tâm phải người đổi người? Vào năm 2017, bất chấp nhiều phản ứng và bằng chứng được cung cấp bởi người dân Đồng Tâm, cơ quan thanh tra Hà Nội vẫn tung ra bản kết luận thanh tra về toàn bộ đất quốc phòng, không có đất nông nghiệp. Chính bản kết luận thanh tra này đã trở thành cái cớ chủ yếu để một cơ quan anh em khác, cơ quan điều tra công an Hà Nội, cấp tập và hung hãn tổ chức một chiến dịch triệu tập, răn đe và cả khủng bố, đe dọa bắt bớ đối với ít nhất 7 người dân Đồng Tâm, với mục tiêu cuối cùng là người dân nơi đây phải buông mục đích đòi lại phần đất chính đáng của họ. Ở vào thế cùng kiệt về kế sinh nhai lẫn sinh mạng, nông dân chỉ còn biết hành động người đổi người, bắt giữ cả một trung đội cảnh sát cơ động cùng một số quan chức và công an, vừa chính quyền vừa công an. Nhưng đừng bao giờ cho rằng những nông dân hiền hòa ở xã Đồng Tâm ấy chỉ trực chờ nổi loạn chống lại chính quyền, theo cách mà bộ máy tuyên truyền của công an, tuyên giáo và giới dư luận viên mất sạch liêm sỉ luôn trực chờ tung ra. Thử hỏi khi vùng đất Đồng Tâm đang yên lành, nếu không có chuyện Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký một quyết định thu hồi hơn 47 hectare đất nông nghiệp của nông dân xã Đồng Tâm
từ năm 1980 để phục vụ dự án an ninh quốc phòng và sân bay Miếu Môn. Làm sao có thể phát sinh hậu quả ghê gớm như ngày hôm nay? Thử hỏi nếu không có chuyện chính quyền huyện Mỹ Đức sau khi nhận lại số đất nông nghiệp trên từ lữ đoàn 28 quân chủng phòng không không quân do sân bay Miếu Môn không làm được nhưng lại nhập nhèm suốt 10 năm từ năm 2007 đến nay mà không làm quyết định giao đất cho bà con nông dân, trong khi lại xảy ra hàng loạt vụ việc một số quan chức địa phương bảo kê cho người thân chiếm dụng đất và giờ đây còn định để cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cướp đất của dân. Làm sao bà con nông dân lại phải ròng rắn kéo đoàn khiếu kiện đông người ròng rã trong nhiều năm trời? Và thử hỏi nếu không có chuyện giới công an trị sử dụng biện pháp nghiệp vụ mà thực chất là thủ đoạn điệu hổ ly sơn để bắt giữ trái phép một số đại diện của dân xã Đồng Tâm, làm sao người dân xã này lại phải nghĩ đến việc bắt giữ các cảnh sát cơ động và quan chức công an để trao đổi tù binh? Bản chất cháo trở, thù vặt và lưu manh. Tháng 4 năm 2017 và như một cách xét lại tháng 4 thống nhất đất nước năm 1975, người dân Đồng Tâm đã giành thắng lợi đầu tiên và được xem là chưa từng có trên bình diện chống nạn cướp đất trên đất nước Việt Nam. Sau vụ giáo dân Hà Tĩnh chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà vào tháng 3 năm 2017, vụ nông dân Đồng Tâm đặt dấu ấn trong lịch sử phản kháng chế độ bằng hành động bắt giữ cả một trung đội cảnh sát cơ động cùng một số cơ quan chức năng vừa là công an vừa là chính quyền đã chính thức chấm dứt thời hoàng kim của công an trị. Khác hẳn với cảnh trước đây công an gần như muốn bắt ai thì bắt và không hề nương tay với dân oan đất đai. Bây giờ hầu như toàn miền Bắc, một phần miền Trung và có thể cả một số địa phương ở các tỉnh miền Nam đều tràn ngập điểm nóng về đất đai mà có thể phát sinh việc bắt giữ cá nhân công an hay đơn vị công an vào bất kỳ lúc nào nếu bị đàn áp. Vào ngày thứ 8 của cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm, 22 tháng 4 năm 2017, 6.000 người dân thượng tôn tinh thần Đồng Tâm cùng kỷ luật tổ chức cao đến mức kinh ngạc trong đấu tranh phản kháng đã giành được thắng lợi lớn chưa từng có trong lịch sử đấu tranh của dân oan Việt Nam. Chính quyền phải cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm vì tội bắt giữ người trái pháp luật. Nhưng một chính quyền bị xem là cháo trở và lưu manh có hệ thống vẫn luôn sở hữu lòng tham vô đáy và nạn thù vặt ti tiện. Tháng 4 năm 2019, nhà cầm quyền một lần nữa âm mưu cướp sạch 59 hecta đất đồng xanh trên danh nghĩa đất quốc phòng. Cuộc chiến đấu với cái ác lại bắt đầu sôi sục. Một lần nữa, Đồng Tâm lại tràn ngập mối nguy hiểm vỗ mặt Bộ Chính trị Đảng cho một cơn khủng hoảng. Nhưng còn có thể biến thành khủng hoảng máu giữa những người dân quyết tử giữ đất trước một chính quyền tham tàn. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin thành cảm ơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bên cạnh nút màu đỏ có quả chuông, hãy bấm vào nút quả chuông để nhận được những thông tin mới nhất của chương trình chúng tôi khi phát hành những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.